Em Pháp xin mến chào cả nhà. Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với video của em. Thì hôm nay em đi biển cả nhà, em có lụm bắt vào một ít ốc, gọi là ốc nhung với cô chú anh chị. Đây, cả nhà này mình nhìn xem nè. Ôi. Đây cả nhà này. Đó, em đi lặn biển em có bắt được một mớ ốc nhung này nè. Ốc toàn là to to không cả nhà à. Hôm nay em bắt mớ ốc này đem vào và làm ẩm thực cho cả nhà mình xem nha. Đây sẵn tiện ăn luôn, review cho cả nhà mình thưởng thức. Bao mới về không ạ? Đây cả nhà này, đó, nói chung là bắt một mớ thì đem về luộc ăn. Ốc này to to như thế này á cả nhà. Giá hiện tại thư người người ta mua chỉ có 80k thôi. Nên em lấy lại nha. Em không có bán cả nhà. Ốc này nói chung cũng là bán tiền nhâm mũ thôi. Tiền nhâm mũ là tiền thì người ta không đụng tới á cả nhà. Thế vậy thì em lấy vài để luộc ăn. Sẵn tiện review cho cả nhà mình xem luôn. Ốc nhung này cả nhà này, cả nhà thấy người ta gọi là nhung lông này. Ốc này mà chắc cái mùa chắc cái cô chú anh chị à, đặt cái khu nó ăn đã lắm. Còn mùa này thì em không biết nó chắc hay ớt nữa. Cái bữa giờ mấy con kia nó nhỏ lắm cả nhà. Đợt này to này lớn hết rồi, con nào lấy coi cho bán. Đây cả nhà này, em được một sao như thế này nè. Một sao như thế này thì ăn thì quá là tuyệt vời rồi. Rồi để em bắt lên lò ga nha. Đây cả nhà này. Rồi chỉ chờ bật ga lên nha. Ô. Ô hết ga sao ấy này. Ủa sao không bật không lên ta? Làm gì? Đây lên ga này cả nhà này. Đó, wow. Rồi đã. Rồi, cả nhà chờ chờ ốc chín á thì bắt đầu thưởng thức nha cả nhà. Để làm nước mắm gừng với đi mua một ít rau nữa cả nhà, rau về ăn thưởng thức cùng nha. Đây cả nhà này, nói chung là em chuẩn bị xong hết rồi. Nguyên một đống ốc như thế này nè, to to nè. Còn đây là mắm gừng cả nhà, mắm gừng với ốc nè. Hôm nay review cho cả nhà mình thưởng thức nha. Ốc này là em lặn vào cả nhà, bắt vào một mớ thưởng thức cùng cả nhà. Đây là có dầu dầm nha. Nói chung ăn ốc mà có dầu dầm ăn mới ngon cả nhà. Ồ cái khu của nó đứt của cả nhà. Có khu ăn nó ngon lắm. Cái con ốc nhung này á cô chú anh chị, mình ăn á mình sẽ ngắt cái cục này ra nha. Cái cục này nè, đây cả nhà này, ngắt cái cục này ra ăn chứ ăn cái cục này nó ấy lắm. Rồi mình ngắt cái cục đó ra là mình ăn hết luôn cả nhà. Đó, một con ốc nhung như thế này to, cả nhà nhìn đã không? Đây em mời cả nhà nha. Mời cô chú anh chị mình dùng cùng em. Ừ. Ê. Nào. Ăn cơm chiều luôn. Ừ, ngon.
ốc nhung mà ăn với mắm gừng đó là tuyệt đỉnh luôn đó nha. Dầu dâm đã. Thật sự mà nói lâu rồi em mới ăn lại con ốc nhung này nha. Lâu rồi. Bên lúc mà em làm dưới Bình Châu đó cô chú anh chị, ngày nào cũng có ốc nhung ăn hết. Còn ở chỗ em thì chỉ có năm này nó xanh này, xanh lại này. Cái khu này cô chú anh chị lại nữa em sẽ đặt ăn sau nha. Đây cái cục này ăn vẫn được này cả nhà này. Nói chung con ốc này không bỏ cái gì hết, chỉ bỏ cái cục trắng trắng thôi. Khu của nó ăn cực kỳ là ngon luôn. Tính ra mà cái khu của nó cả nhà, sẽ nó ăn ngang ngửa với con ốc hương nha. Ngon lắm, ăn bùi đã lắm. Đây cái cục đây là cả nhà này. Em sẽ không ăn cái cục này nha. Thì em cũng khuyên cả nhà mình ăn á, gắt cục này ra. Đây, trắng trắng như thế này nè. Ngắt nó ra bỏ nha, còn lại thì mình ăn hết luôn. Đây cả nhà. Đó, em sẽ ăn hết như thế này nè. Nhìn đã không? Thật sự mà nói ăn với mắm gừng bất cứ con ốc nào luôn cả nhà, con ốc nào hải sản ở dưới biển á, mình ăn với mắm gừng đều ngon hết. Đây, mời cả nhà nha. Mời cô chú anh chị mình dùng buổi chiều luôn. Em không em không có nhậu ở nhà, em không có nhậu, em ăn cơm bằng chiều luôn. Hiện tại bây giờ cúp điện, cúp điện ở cả nhà, nhờ ánh đèn là nhờ ánh đèn thắp bằng bình lên. Em thấy cả nhà ăn con ốc nhung này nó mềm. Nó mềm mà nó ngon. $80 một căn nha cả nhà. Người ta mua $80 một căn mà em không có bán. Lấy về ăn. Thèm ốc của cả nhà. Em mà đi lặn á, em thèm cái gì là em ăn cái đó thôi. Thèm ốc ăn ốc, thèm sò ăn hải sản. Hỏi thèm hải sản là ăn rồi cả nhà. Đã. Ngon. Mềm nữa chứ. Hôm nay em ăn một mình nè. Hình như mùa này em thấy khu nó hình như ra chắc cả nhà. Khu nó ốp á thì mình cậy nó mau da, khu nó chắc thì nó lâu da. Ừ, giờ này mà nó vào đường la dằn dằn luôn. Wow, đã. Quá đã luôn. Thank you.
Ừ, ống nhung này đó, nếu mà em đập ra khu ăn đã luôn á cả nhà. Khu nó ăn bùi ngon. Thôi chú anh chị mình mà mua ốc này về ăn á, đừng bỏ khu nha. Đừng có bỏ cái gọi là cái sáp của nó gì đó cả nhà. Đã lắm, ăn bùi đã lắm, nó như con ốc hương luôn, nó hơn con ốc hương luôn. Tại vì cái khu của nó to hơn nữa. Đây, mời cả nhà. Nè, cái khu ra. Hôm nào mình đập cái này ra, nó có một cái khu bự. Con nào cũng nặng hết cả nhà. Mấy con mà ốc này mà nó mà nặng 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 á là những cái con chắc. Chắc nó mới nặng, còn mà nó ốp á, giúp cái là nó da luôn, nó da hết toàn bộ luôn cả nhà. Em không biết khư bằng cách nào da hết luôn. Wow, đã. Ngon. Nước hôm nay mờ cả nhà. Mới thôi. Thì biển mà nước mờ á quải lắm. Nước trong thì ham, còn nước mờ 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 mờ. Nhớ anh em á, nhớ anh nào anh ấy nhìn buồn lắm cả nhà. Chỉ muốn lên chạy sớm thôi. Còn mà nước trong á, thì mình còn cày với nước mờ khó làm lắm. Với lại mình làm nó không gia hải sản ở nhà. Nên mấy anh em á, mà lặn nước mờ không ai muốn làm. Nước thanh ấy thì những anh em háo hức lắm, tranh thủ làm lắm, còn nước mờ thì thôi. Nhưng mà vẫn đi nha cả nhà, mình vẫn đi luôn, đã may nước nó trong lại á, mình làm dễ ra tiền hơn. Đây, em mời cả nhà này, những con to to như thế này ăn đã lắm. Ngon. Thì bữa giờ cả nhà, bữa giờ em làm không có ống nhung. Bữa đây không biết ra cái điểm nào mà có ống nhung này. Không ra. Hình như là ốc chắc nó không ra cả nhà, không ra, nó không ra cái sáp của nó nha. Nhìn đá luôn. Đây cả nhà.
vài con luôn cả nhà. Ồ, có điện lại không? Có điện lại cả nhà. Nãy giờ cúp điện mới có điện lại luôn. Em biết luôn. Điện ở chỗ em á. Chỗ em hồi giờ không thấy cúp, bữa nay tự nhiên cúp điện. Em ngồi đã luôn, cả nhà này. Quyết mời cả nhà dùng này. Không biết em không biết ở nơi quý của chú anh chị mình những con ốc nhung này ở dưới chợ người ta bán bao nhiêu à, còn em đi làm vào bán chỉ có 80 thôi cả nhà. Đây to to thế này nè cả nhà, thấy không, cái tay của em này đó to như thế này chỉ có 80k thôi một căn, có nghĩa là một ký của chú anh chị, một ký chỉ có 80 thôi. Không biết ở nơi bây giờ mấy chú mấy cô mấy chị mấy anh chị giá bao nhiêu à, ở chỗ em chỉ lắm, như em đi vào á, em đi vào em bán 80 thôi, chắc em nghĩ người ta bán sẽ từ 100 trở lên quá. Còn ở chỗ em thì thôi. Vì em bắt giờ em là người coi như là em là người sản xuất dài của chú anh chị à, mình đi làm có mình đi làm ra những con ốc này hay là mình bán lại cho thương lái thì mua dễ, còn bán lại cho cô chú anh chị mình ăn mắc lắm. Một mình em mà ăn hết nhiêu này chắc em ăn không nổi cả nhà, no luôn, ăn không nổi luôn. Còn lại thì để ba em ăn với mẹ em, khi em ăn hết không nổi đâu. Ngon. Quá đã luôn, ăn hồi lâu ăn ngon cả nhà thấm. Quan trọng là cái mắm gừng này cả nhà này, cái mắm gừng này nó mà ngon á, ăn cảm thấy con ốc nó ngon liền. Cái này muối ớt á, chấm muối ớt chanh ăn cũng được nha cả nhà. Muối ớt chanh á mình ăn cũng ngon. Cũng được, mà điều là không bằng mắm gừng. Rồi cả ốc voi nè. Ốc voi, ốc đồ á, ăn mắm gừng thì thôi, ngon lắm.
mà em thấy hay nha, cái con ốc tỏi á cả nhà. Con ốc tỏi á thì mình ăn mắm chanh ấy nó đã. Quả mắm gừng thì nó có, tại vì nó có cái mùi á, mắm gừng thì không bài bản bằng mắm chanh. Đã luôn cả nhà ơi. Cả nhà mình thấy hôm nay không? Hôm nay trời khá là thổi luôn. Hôm nay em đi thổi lắm. Biển mà trời thổi ngán cả nhà. Trời thổi ở trên kia á, người ta cũng khó làm. Và ở dưới nước á, thì mình thì nước á, nó lại lờ mờ, nó chạy thổi mất nhiều giai đoạn của chú anh chị à. Cái thứ hai là không không có gạn neo đi được nữa. Còn mà chạy êm mất, người ta bỏ thúng xuống, người ta nó gọi là bơi neo á của chú anh chị, bơi cái neo đi đặt vợ đầu đi cạo tới chỗ khác chứ. Và còn thì thổi thì không 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 có làm được cái gì hết, chỉ neo một chỗ thôi, làm thôi. Ồ, no no lắm luôn cả nhà, sợ mà nói no kinh khủng luôn. Đây cả nhà này. Ở nhà chắc em ăn một con này nữa em xin kết thúc video nha cả nhà, chứ giờ này em no lắm rồi, em ăn hết một bát cơm luôn. Những người lao động á cô chú anh chị, những người lao động tay chân á ăn ghê lắm, như em cũng vậy nữa, em ăn kinh khủng luôn, em ăn tào lò tính bát không á cả nhà. Em ăn một bát, bữa nào mà đói đói nhiều á ăn một bát bát mấy luôn, ăn ghê lắm. Những người lao động người ta làm mệt giờ ăn kinh khủng luôn. Đây, em mời cả nhà này. Ngon. Cái nhà hết cơm rồi. Ngon luôn. Nhà nhìn còn trên lâm này còn quá trời luôn. Đây còn quá trời luôn. Rồi mà không nổi nữa nha. Là thôi. Các em xin kết thúc video tại đây nha cả nhà. Cả nhà mình cảm thấy hay cho em xin một like và muốn đăng ký nha, để ủng hộ kênh em phát triển thêm nha cả nhà. Rồi, em xin kết thúc tại đây nha cả nhà. Bye cả nhà. Hẹn cả nhà mình vào video sau. Bye cả nhà.